Dạ, Quả Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Em chúc bà con có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì đến cái clip hôm nay em xin giới thiệu với bà con cái lô cây giống vàng hường đậu xanh bông đậm với Mỹ Cam nha bà con. Thì cái cây vàng hường đậu xanh thì nó cao tầm 20 cm. Đây bà con. Cây một cốt ghim hết bà con. Còn Mỹ Cam thì nó cao khoảng 12 đến 15 cm. Cây một cúc zin đẹp hết nha bà con. Đây em làm giống là một cúc zin không à. Ví dụ mà cái nào nó chiều 2, chiều 3 thì tụi em giữ lại để trồng lần nữa, cắt lấy giống chứ không có bán cái đó. Buôn bán có sao nó vậy, thì bán là một cúc zin, nó một cúc zin. Cây vàng hường đậu xanh bông đậm thì nó cao khoảng là một gang tay, tức là một tấc đó, 2 tấc đó. Còn cái Mỹ Cam thì cao khoảng 12 đến 15 cm. Thì giá thì hai cái loại này nó đồng giá là 25.000 cây bao ship nha bà con. Em bán 25.000 một cây bao ship. Thì số lượng thì bao la luôn bà con ơi, số lượng cực nhiều luôn. Bà con mua hàng trăm á, trở lên, hàng ngàn trở lên á, thì cái giá nó còn thấp hơn nữa. Nhưng mà bán lẻ thì em bán là 25.000 một cây bao ship nha bà con. Mỹ Cam và dưới vàng hường đậu xanh bông đậm nè, xanh đậm chân nè bà con. Nếu bà con mà có muốn mua cái hai cái giống Mỹ Cam và vàng hường đậu xanh bông đậm này thì liên hệ với em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Đồng thời Zalo cũng là 0798716145. Em tên Vĩnh ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha bà con. Rồi bên cạnh đó thì em cũng mời bà con bấm vô đăng ký cái kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang, sau đó bấm vào cái chuông cho nó rung lên để tiện theo dõi những cái clip bán hàng của em tiếp theo nha bà con. Khi mình bấm lên cái chuông thì khi em có đăng clip thì YouTube nó sẽ thông báo là kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang vừa đăng một clip mới, và bà con bấm vô là tiện thể xem luôn, để góp phần làm cho cái kênh em ngày càng lớn mạnh. Rồi cái kênh bán hàng mà muốn phát triển thì cũng phải nhờ bà con ủng hộ, chứ đâu có thể nào mà tự nhiên mà nó có nhiều người theo dõi đăng ký được. Thì bà con thấy em làm bán hàng được thì mà bà con bấm đăng ký giùm em xin cảm ơn. Thì em bán giá cây Mỹ Cam vàng hường này thì cũng gần như là rẻ nhất thị trường rồi, giá quá bình dân luôn rồi. Ngày xưa thì nó tầm 40.000 một cây, nhưng mà bây giờ thì nó, em bán chỉ có 25.000 một cây mà bao ship tận nhà luôn bà con. Ví dụ như mình mua 10 cây thì 250.000 ship tận nhà, bao sống bao ship luôn, mình không cần phải trả thêm gì. Tới nơi shipper gọi điện alo mình ra nhận hàng thì mình chỉ trả, ví dụ 10 cây thì mình trả 250.000, không phải trả thêm gì nữa hết. Hay em quay vòng vòng nhiều chỗ lắm nha bà con, số lượng cực nhiều luôn nha bà con, chứ không phải em quay đơn cử một chỗ gì là bà con thấy ít. Cho nên là bà con muốn mua số lượng nhiều thì cứ móc điện thoại lên, gọi số điện thoại 0798716145. Thì mọi lúc mọi nơi em có cung cấp giống cho bà con luôn. Đây, đây là bông của vàng hường đậu xanh bông đậm luôn nè bà con. Này bà con coi trực tiếp cái bông của những cây bố mẹ mà tụi em cắt đọt để dâm đó, thì bà con thấy mà cái bông thực tế nó đẹp á. Muốn mua thì bà con liên hệ với em để mua cây giống bà con. Đó là nãy là vàng hường đậu xanh bông đậm. Giờ em quay trực tiếp tới cái bông Mỹ Cam cho bà con coi nè. Đây là những cây bố mẹ nè. Nè bà con, nó cam lè luôn đó. Rồi em đi dài dài em quay nữa cho bà con coi, trong nó bông nữa. Đi dài dài qua bãi giống bên kia em quay cho bà con coi. Đây nè, đây là cái vườn mà cây bố mẹ tụi em cắt ươm trực tiếp nè, chứ không có qua tay của ai nữa hết trơn á. Cắt trực tiếp từ những cây bố mẹ này, cây bự không đó. Cây bố mẹ này em không có bán, chỉ để cắt ươm thôi. Còn bà con muốn mua thì nó có cái loại vàng hường mà em trồng cũng qua 3-4 tháng rồi đó, là nó cao 1 mét. Rồi Mỹ Cam thì cao 5 tấc. Vàng hường đậu xanh đậm đó. Mình lấy nét nó cũng đậm hơn. Là bà con, cây này rất nhiều bông luôn nha bà con. Cái này là chói trực tiếp từ ánh nắng nên nó hơi chói, nhưng mà vẫn phản ánh rõ cái bông vàng hường đậu xanh bông đậm là nó đẹp vậy nè. Đó, nói là vàng hường đậu xanh bông đậm, với bản thân em thấy trong đó nó có pha trộn rất nhiều màu, nó lạ vậy đó, mà nhìn đã mắt lắm, nó cưng mắt, nhẹ nhàng dễ chịu. Đây nữa nè bà con. Thì quay cây giống thì cũng phải có hình ảnh thực tế là cái bông để cho bà con coi. Thì em quay trực tiếp cái bông cho bà con coi, bà con thấy đẹp thì ủng hộ cây giống.
đây qua bãi cây giống bên đây nè. Đi nãy giờ qua tới bãi cây giống bên đây nó xanh nè, trong đó có cây mỹ cam nó mình ươm giống mà nó tự ra bông luôn. Ra bông thì đương nhiên tới đây là nó bị chiều hai rồi, mình không bán cây này, mình giữ lại để mình trồng, bán là bán một cốt cho bà con nè. Ươm giống mà nó lên vàng ra bông luôn, cái đó là chuyện của nó mình không biết được, nhưng mà khi mình bán giữ uy tín cho bà con, mình bán cây một cốt ghim cho bà con. Ở đây cây bố mẹ nó dè xuống được ba bông luôn nè. Rồi em quay cái bông cái cây trực tiếp cho bà con coi, bóc cái cây này lên cho bà con coi. Đó, vàng hường đậu xanh bông đậm đó nha bà con. Bãi này xanh đẹp nè. Để nhiều chỗ đó. Xanh đúng mà. Rồi em quay qua tới bên đây. Cũng tiếp tục. Nói chung là số lượng là hàng chục ngàn cây, chứ không có đơn vị là vài trăm cây hay vài ngàn cây, hàng chục ngàn cây nha bà con. Bãi giống rất lớn nha bà con. Bà con có mua hàng thì ủng hộ em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Em đi ngược nắng hơi khó chịu một chút. Đó, nhìn cái sông đậm. Bên đây còn nữa nè bà con. À. Đây phải giống nữa. Đi bãi giống không mà muốn mỏi chân luôn đó. Bà con ủng hộ số lượng lớn thì cứ liên hệ em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Thì cây giống quy cách em mới giới thiệu cho bà con coi đó, thì giá nó đồng giá 25.000 cây bao ship. Thì tới đây thì em cũng xin kết thúc cái clip của bán hàng của mình tại đây. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha bà con. Bà con nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang nha, tiếp em nha bà con. Em xin cảm ơn bà con và kính chào.